Hello mọi người, chúng ta đến với nội dung đôi nữ nha. Trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Công an. Phía gần màn hình là cặp đôi của Thành phố Hồ Chí Minh. Phía xa màn hình là cặp đôi của Bộ Công an. Trong set đầu thứ nhất thì cặp đôi của Bộ Công an giành chiến thắng. Từ nãy giờ thì thực sự là cũng không có trận đấu nào hay. Chờ mãi chứ không có trận nào nên là thôi quay livestream một tí cho vui. Những trận đấu nữ đang diễn ra trên sân thì theo mình thấy nó không được hay cho lắm. Có sân này đánh hay hơn các sân khác một chút thì livestream gửi đến mọi người. Không biết là hết loạt trận này như là cũng kết thúc thi đấu tối ngày hôm nay rồi. Xin chào tất cả mọi người nha. Nếu mọi người mới vào xem livestream rồi, chúng ta lại chào nhau vài câu cho nó đỡ chán nào. Xin chào anh Hải Hà Minh ạ, cảm ơn đã chào ông. Ok, anh Sơn Nghĩa, trận này khá hay. Nói chung là trận này là theo em thấy là hay nhất trên sân bây giờ rồi. Những trận kia thì nó cũng cứ lệch lệch. Hello tất cả mọi người nha. Không có thì đành phải ly thôi. Không có trận nào hay. Chắc giận anh sao mong em bỏ qua. Chào anh Toàn Nguyễn. Sao lại giận anh, sao anh sai em bỏ qua là sao anh ơi. Chưa ăn cơm đói quá anh em ạ. Cảm giác hơi mệt. Nãy buổi chiều lượn mấy xét cầu giao lưu ở sân câu lạc bộ truyền thông Bắc Giang. Đánh được 2 xét 31. Chưa ăn gì giờ hoa hết cả mắt rồi. Trận đấu không hay nữa đâm ra năng lượng tụt quá mọi người ạ. Nam lúc nãy đấu rồi anh ơi. Anh Hà Khánh Huy ơi, Nam hôm nay đánh đơn rồi ạ. Bây giờ ok anh ơi, làm bát phở thì phải quay giải xong mới làm bát phở được. Chứ quay như này lấy đâu ra phở mà ăn anh. Em chào chị Phạm Hồng Hoa. Tên đẹp quá chị ơi. Đôi Thành phố Hồ Chí Minh đôi này trẻ măng. Không hay mọi người ạ. Các đội năm nay rất nhiều đôi cặp đôi trẻ Hùng chưa nhìn thấy bao giờ đánh ở nội dung đôi nữ ạ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng có, Bắc Giang cũng có, Đà Nẵng các thứ đều có hết. Trận đôi nữ Thùy Linh bên kia đánh nhưng có quay lại rồi nhưng không biết nó có hay không. Hello anh Toàn Nguyễn, em chả nhớ gì đâu anh Toàn Nguyễn ơi. Ok anh Toàn Nguyễn, em không nhớ gì luôn á. Không biết anh gây thù oán gì với em nhưng em quên rồi nhá. Mình Yonex sao đồ Yonex đắt thế anh. Đồ Yonex họ làm thương hiệu tốt mà em. Với cả Yonex cũng là đi đầu về cầu lông rồi. Giày của họ thì có công nghệ Power Cushion.
vợt thì cũng rất là nhiều công nghệ. Nếu mà về sự ổn định và chính xác thì theo Hùng đánh giá Yonex vẫn là đỉnh nhất mọi người ạ. Nhưng mà ngược lại thì nó là dòng vượt khó đánh nhất. Nên những anh em nào tay tốt sau này thì nên chơi Yonex thì nhiều khi sẽ cảm giác. Hùng cũng thích Yonex mà, thích Yonex cao cấp. Tối chưa ăn cơm anh ơi, giao lưu cầu lông đến 7:20 về, Phi qua nhà nghỉ tắm cái Phi ra sân luôn. Giờ mà được bát phở thì thôi rồi. Cầu anh Sơn Nguyễn, cầu Yonex thì nó đắt rồi anh ơi. Cầu thi đấu Yonex nó rơi vào khoảng 600 hay là tầm 600 đến 800 nghìn một hộp. Đánh một quả sót đứt ruột. Ok, cảm ơn Việt Hiếu đã giúp anh bổ quả sẻ nhá. Thôi trận đấu không hay lắm, mọi người chém gió nói chuyện tí cho đỡ chán. Thầy em đánh vượt nào cũng như vượt nào anh ạ. Ok em, sau này sẽ biết là vượt nào khác vượt nào. Đẳng cấp đánh vượt 70k vẫn thắng bình thường, ok anh Toàn Nguyễn. Nói chung là cứ trên cơ và đều vẫn thắng bình thường mà mọi người. Nếu trên cơ nhiều ấy, đang gặp đối thủ nhiều khi hơn nhau ở cái vợt thật đấy mọi người ạ. Thực sự luôn. Cứ tầm ngang ngang nhau đánh nhiều khi hơn nhau ở cái vợt với cái tay cầm. Tài năng trẻ đội tuyển cấp 2, độ tuổi cấp 2 thực ra anh còn chưa gặp bao giờ, không biết là có tiềm năng gì không. Ok, anh Toàn Nguyễn, giày em có đấy ạ. Đợt tới, đợt này, sau đợt giải này về bên em về rất nhiều mẫu giày ngon, khuyến mãi, giá rất là tốt nha. Hàng sách tay Trung Quốc về mãi mới về được đấy. Nhưng số lượng có ít, anh em nào nhu cầu mua giày, mua vợt thì có thể ủng hộ Hùng. Hàng thì đảm bảo chính hãng 100% chất lượng, bảo hành cẩn thận, chu đáo, phục vụ nhiệt tình. Chỉ tội nhiều khi đi live stream giải nên là hơi bận, có khi ship cho anh em, gọi trả lời anh em hơi chậm, anh em thông cảm một chút thôi. 900i á, 900i hay là 9000i? Theo em thì những dòng y thì nam không nên chơi. Những dòng y nó nhẹ lắm, chủ yếu cho nữ đánh thôi ạ.
Ok, Khánh Đào Xuân, chờ được giày mới của anh nhé. Có cả giày nữ nha mọi người. Giày nữ mẫu ở Việt Nam không có đâu. Giày nam cũng thế, có mấy mẫu ở Việt Nam không có luôn. Hàng nội địa Trung Quốc. Toàn mẫu ngon. Nhưng mà số lượng ít thì anh em xem được live stream này, muốn mua giày mấy nữa để ý Facebook của Hùng. Hùng đăng thì anh em nhớ vào đặt nha, không lại hết ạ. Sân này như cũng kết thúc các trận đấu rồi mọi người ạ. Buổi tối ngày hôm nay thì hết loạt này là kết thúc thôi. Ôi, xin phép mọi người Hùng kết thúc live stream ở đây nhá. Ở Việt Nam ít người đánh Mizuno anh nhỉ. Nói chung là Mizuno thì nó cũng mới vào Việt Nam chưa lâu. Giờ dần dần cũng có nhiều người sử dụng hơn rồi ạ. Nhưng mà chủ yếu vẫn là Leaning với Yonex. Nếu bạn nào mà đánh trình độ chỉ trung bình khá mà vượt tầm hơn triệu thì chỉ nên mua Leaning thôi, theo Hùng là thế. Còn nếu mà ai tay tốt rồi, đánh khá rồi, nói tay tương đối tốt rồi thì chơi Yonex, những cái cây tầm hơn 2 triệu, hơn 3 triệu ấy thì đánh nó sẽ hay. Nó sẽ rẻ hơn là những cây Leaning cao cấp. Những cây Leaning cao cấp thì nếu mà không khuyến mãi thì thường nó sẽ rơi vào tầm đâu đó quanh 3 triệu thì đắt hơn Yonex một tí. Còn cao cấp hơn nữa thì nhiều cây lên đến mức giá 5, 6 triệu, 7 triệu. Còn Yonex thì ít, gần như không có cây nào đến mức giá như thế. Ok, em cảm ơn anh Toàn Nguyễn nhiều nha. Ơi, xin phép mọi người là có nên quay lốt trận bên kia không nhỉ? Thôi cứ quay lửng như này nó không hay. Hôm nay về nghỉ sớm, mai sáng sớm mai ra live stream. Nhiều trận đấu hay hơn. Trận ở phía xa kia là trận đấu cuối cùng đang diễn ra trên sân và Hùng cũng đã bấm máy quay lại rồi. Nhưng mà Hùng sẽ đăng lên YouTube, hy vọng nó hay để cho mọi người được xem trận đấu nó gọi là bỏ công một chút. Ok, Thần Nguyễn, ngồi nghỉ nói chuyện tí giao lưu cho vui em. Em cảm ơn anh, ngoài anh với một số anh em ra thì gần như cũng rất ít người tương tác với Hùng. Em chào anh Thành Công Nguyễn nhá. Giờ chỉ thèm ăn với thèm ngủ thôi. Nhưng mà về vẫn lại phải up và đăng video lên mọi người ạ. Cho mọi người ngắm sân nha. Có ai muốn tương tác chào nhau một chút không? Em chào anh Hữu Cường, cảm ơn đã chào Hùng. Tương tác một chút, mọi người mới vào xem live Hùng mà chưa biết đến Hùng thì chúng ta làm quen nhau cái, chào nhau làm quen nhau cái nào. Anh em chào anh Luân, Nguyễn Luân, giải đánh ở nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang. Đây là giải cầu lông vô địch cá nhân toàn quốc nha mọi người. Quy tụ tất cả những tay vợt cầu lông mạnh nhất của cầu lông Việt Nam. Ok, anh Hữu Cường về Bắc Giang quê anh chơi đây. Em chào chị Thơm Nguyễn. Hôm nay chị Thơm Nguyễn khen em nhiều, nổ hết cả mũi rồi. Sao chị chị Thơm Nguyễn hôm nay xem em đánh cầu à chị? Xem em đánh trận giao lưu lúc nãy à? Biết nãy lúc buổi tối hôm live stream giao lưu cầu lông ở sân câu bộ truyền thông Bắc Giang có anh em nào xem không ạ? Ok, anh Toàn Nguyễn, cái tặng sao đấy nó là giống như kiểu là mọi người yêu quý, mọi người yêu quý người live stream thì mọi người mua sao để tặng cho streamer ấy. 10 sao thì streamer được 0,01 đô hay sao mọi người ạ? 10 sao nhá thì được 0,01 đô. Đấy. Thì cái việc mọi người tặng sao cho Hùng thì nếu mà được nhiều ấy, ví dụ khoảng 10, 20 nghìn hay là 100 nghìn sao thì lúc đấy Hùng mới kiếm được khoảng tầm 100 đô, khoảng hơn 2 triệu. Nhưng bảo chờ mấy chục nghìn sao thì xem ra khó. Với cả cái tặng sao này phải có thẻ visa mới tặng được mọi người ạ. Phải có thẻ visa ấy, thì mới mua sao tặng được. Tại vì nó là của Facebook, nó phải có thẻ visa thanh toán quốc tế.
Buổi sáng nay Hùng Ly cũng có một anh nào đó tặng cho Hùng 50 sao mà Hùng cũng không biết là ai luôn ấy. Tự nhiên thấy 50 sao xuất hiện, lần đầu tiên được tặng sao vui chết đi được. Nó chả đáng đồng tiền gì mấy, nhưng nó mình lần đầu tiên mình nhận được mình cảm thấy rất là vui nhé. 10 sao mới được có 0,01 đô thôi mà. Ok, trên Long em vào sân cơ bộ truyền thông chơi mà. Em chào anh Đặng Thắng nha, nãy giờ đang mải nói chưa chào mọi người. Có bỏ sót của ai, chưa trả lời ai thì mọi người. Trọng Hà ok, chú rất nhiệt tình, em cảm ơn anh Trọng Hà. Nãy giờ anh em comment mà Hùng chưa trả lời thì em đang ở Bắc Giang anh Quang Nguyễn ơi. Thì mọi người thông cảm nha, xin chào anh trai họ Vũ. Hùng đang lướt lại, Hùng có bóng tập cổ tay có ok không? Bóng tập cổ tay ok đấy chị ạ, nhưng cũng tùy loại. Cái loại bên em thì yên tâm là ok, còn có vấn đề gì bảo hành cho mọi người đổi bóng thoải mái. Bảo hành 1 tháng. Bóng tập Hùng bán nốt đợt này, Hùng nghỉ thôi, bán bóng tập là lỗ nhất mọi người ạ. Em không có nhà, không là anh em gặp nhau rồi. Ok, Trên Long cảm ơn nhiều nha. Em xin chào chị Hồng Nhung Vũ nha. Ok, anh Phùng Khánh Hòa kiếm trận nào quay thôi, sang ngồi bên kia cho mọi người xem. Ai không tương tác với mình thì trận đây là trận cuối cùng rồi. Hùng sang bên kia đặt máy ở đây cho anh em xem nốt trận. Hùng ở sang bên kia thu nốt cái máy còn lại đấy. Mọi người xem tạm nhá. Trận đấu giữa Sipucha Hà Nội và Hải Phòng. Nhớ gần màn hình là Sipucha Hà Nội. Đây trận đấu thứ 3, điểm số đang là 13 nghiêng về phía Hải Phòng. Mọi người xem tạm. Hùng sang bên kia thu máy đấy ạ. Xin lỗi mọi người, nãy comment mà Hùng chưa trả lời thì mọi người thông cảm nhá. Hùng sang bên kia thu cái máy bên kia đã, trận đấu kết thúc mất rồi. Yeah.
chẳng qua. Em cũng hỏi nhưng mà bọn đấy nó kiểu hay tiểu xảo ấy. Đô nó phải... Thấy thế mình học. Không, học thì tự nhiên là mình không học cả nó rồi. Thấy nó giỏi hơn. Con Giang Hà Nội đi đâu này, ăn chung hay không? Ăn chung hay con gái này còn nữa, con Giang. Giỏi đấy. Thích cái 96 quá. Sau hỏi là thư thủ bên ngoài. Đó anh được. Em mới viết nhắn tin lúc chú vào trong. Anh ơi. Kể. Chú vào trong bếp cho. Đấy, một cao là chết. Nhắn tin thì mình nhắn nèo với xong làm đéo gì lâu nhắn tin thì không đầy phút đồng xong thư thủ. Theo mẹ chậm hàng tiếng đồng thì nó chậm phút hay phút hơn thôi. Thì mình còn đạp đường nữa bọn đây. Mày. Chúng thôi. Chửa. Chửa kéo được thì em. Thấy quá. Thích chết luôn luôn con này sẽ chạy. Lý do vì sao bỏ nhà ngồi dậy cái em ngồi vào mà về em có chửa. Zalo đi. Hôm nay có xuống cửa đây, nhiều nhiều bạn bị kẻ xuống luôn, tìm góp một cặp tìm góp lên. Sân nó đen đấy, đánh rất đẹp đấy. Cắn luôn! Thôi! Thôi! Chết! Chết! Thế thế nào? Cứ đánh thế nào? Đổi lên rồi, phần sân nó hỏi hỏi chứ còn... Bà cái chi đâu ấy. Diệp con ơi, Diệp nói cho bà. Đâu, thế là một cần. Rồi, cho bà giỏi, khoa cho bà giỏi. Qua một cái gần trên xô. Diệp, mày Diệp nói cho bà. Sau, cháu đánh bị phá cho bà lưới kia. Đúng rồi, con ơi, rách lưới rồi. Em tính được vào lưới. Thì cố của cháu có lỗ của cơm rồi. Đúng rồi, đấy gì. Hello mọi người, hôm quay trở lại đây trận này xem có hay không ạ? Cùng ngoài sân. Trận đấu thứ 3 điểm số 17-11 cho cặp đôi của Hải Phòng. Xin chào mọi người, lại chào nhau nha. Cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Long tặng bạn vào xem. Có ai tặng Hùng 10 sao đấy ạ? Hello, từ nãy giờ quay sang thấy có ai tặng Hùng 10 sao đã trông cảm ơn cái nhá. Comment lên đây được không ạ? Anh nào tặng Hùng 10 sao comment lên đây Hùng cảm ơn với ạ. Hôm nay nhận được 60 sao rồi này. Đánh hơi ép. Ok anh. Em cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Cường tặng cho em 10 sao nha. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Anh tặng kiểu gì đấy anh Cường ơi? Em chào anh Hoàng Văn Phạm nha. Anh em chào anh Hoàng Văn Phạm. 13-19. Ai?
Mai đánh tứ kết đấy mọi người ơi, sáng mai nha, sáng mai rất là nhiều trận đấu hay, mọi người đừng quên nhận đăng ký nhận thông báo từ livestream của Hùng nha. Cùng ngoài sân 14-20. Em chào anh Nguyễn Văn Hùng, tên anh giống em thế. Ôi giời. An toàn. Đang dẫn sâu nên chưa sợ. Mai quay Đình Tuấn. Ok, Tú Đình, mai quay Đình Tuấn đánh đôi nam nữ nha. Đình Tuấn, Tuấn Anh gặp Quốc Việt Hồng Nam, Quốc Việt Duy Nam. Vẫn chưa dứt được. Cẩn thận bên kia nó vào một giây. Tự sát. Trận đấu cuối cùng trên sân cũng đã kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ livestream Hùng. Hẹn gặp mọi người vào 8:30 sáng ngày mai. Những trận đấu ở vòng tứ kết. Những trận đấu rất 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 hay ở nội dung đôi nam và đơn nam. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người buổi tối nhiều niềm vui và chúc mọi người lát nữa ngủ ngon nha. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.